công bố bộ quy tắc ngăn lạm dụng internet. Ngày 25 tháng 11, người sáng lập mạng lưới toàn cầu Tim Berners-Lee đã công bố một bộ quy tắc đầy tham vọng nhằm ngăn chặn tình trạng các tổ chức, công ty và cá nhân lạm dụng web cho các mục đích sai trái. Bộ quy tắc mang tên sách for the Web, được công bố đúng 30 năm mạng kết nối web ra đời và phát triển vượt bậc như ngày nay, nhưng cũng mang đến nhiều rắc rối khó lường. Bộ quy tắc giám sát trực tuyến bao gồm các quyền và nghĩa vụ trên mạng internet được xây dựng để các chính phủ và các doanh nghiệp cam kết sáng tạo và chia sẻ kiến thức một cách tự do, đúng với tinh thần khi mạng lưới toàn cầu ra đời và tạo ra sự thay đổi lớn trong hoạt động kết nối internet trong suốt 30 năm qua. Từ năm 2018, nhà khoa học máy tính Berners-Lee đã phối hợp với hàng chục chuyên gia và thành viên cộng đồng để xây dựng bộ quy tắc và gọi đây là lộ trình xây dựng một mạng lưới kết nối tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, bộ quy tắc này không có ràng buộc, con trách for the web được công bố trước thềm diễn đàn quản lý internet của liên hợp quốc diễn ra tại Berlin. Sự kiện này kéo dài 4 ngày với sự tham gia của các quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới.